cảng Ba Lan dự kiến sẽ tăng cường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Cảng Zinas phía Bắc của Ba Lan dự kiến lượng ngũ cốc Ukraine xử lý sẽ tăng lớn trong năm tới. Một người quản lý một trong những bến cảng của họ cho biết khi có một lượng xe tải ổn định đến để lưu trữ ngũ cốc trong các hầm chứa. Rafał Rodansky, người quản lý nhà ga, rời hàng tại cảng cho biết vào hôm thứ Ba năm tháng 7, họ đã xếp dỡ 100.000 tấn ngô Ukraine. Điều đó cho thấy việc giao hàng đang ngày một tăng lên. Rolansky dự đoán trong năm tới lượng hàng hóa của Ukraine đi qua đó sẽ tăng lên gấp 5 hoặc 6 lần. Việc Nga xung đột với Ukraine đã làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực ở Ukraine và trên toàn cầu, khiến giá lương thực thế giới tăng lên mức kỷ lục trong năm nay. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, nhưng nó phải vật lộn để xuất khẩu hàng hóa do các cuộc chiến hoành hành dọc theo bờ biển phía Nam và nhiều cảng của nước này hầu hết đều đã bị phong tỏa. Rozhansky cho biết những cải tiến đối với cảng Grand có thể giúp thay thế các cảng của Ukraine như một cách để xuất khẩu các sản phẩm của Ukraine. Trước khi Nga xung đột, Ukraine đã xuất khẩu hơn 90% ngũ cốc và hạt có dầu qua các cảng biển đen trên bờ biển đen với lượng vận chuyển lên tới 6 triệu tấn mỗi tháng. Xế xế tài xế xe tải người Ukraine là Dmytro Nifikrov đã mang tải ngũ cốc đầu tiên của mình đến Grand sau nhiều ngày chờ đợi đến Ba Lan.